vi. Trước đây làm diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng giờ lấn sang âm nhạc, nhạc giá 4 ngàn. Sâu, sâu, chú có con nào khá hơn con này? Em có con này mới thi hoa hậu, 15.000 đô. Loại này à, service thì phải gọi là tuyệt vời. Anh thích đi tour chỉ cần để nghe một lời, nhưng giá nó hơi chua vì dạo này nhiều lời mời. Anh thích con nào? Được rồi, anh chốt toàn bộ hàng của nhà mày. Đi 2-5 hôm khởi hành vào chủ nhật này, anh sẽ dễ trao em tiền bạc học đường này. Anh chất về là xin chào mọi người nhé. Lê Dự chỉ làm một video đùa cho mọi người vui vẻ sợ chết sau một ngày làm việc mệt nhọc thôi. Và hiện tại những bạn hay những anh chị em nào hay những cô chú nào mà đang thất nghiệp ấy mà muốn đi làm thì bấm một kênh em liên hệ đi làm ngay nhá. Bên em có rất là nhiều công việc của cho mọi lứa tuổi từ 16 đến 60 nhá. Chỉ cần có căn cước công dân thẻ cứng là có thể đi làm ngay được rồi ạ. Em Lê Dự luôn chờ đón mọi người đến với em nhá. Xin chào mọi người.